Quý vị và các bạn đang theo dõi tim bão gần biển Đông, cơn bão Cameli, hồi 1 giờ ngày 19 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 122,6 độ kinh đông, ngay trên vùng biển phía bắc đảo Lưu Rông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 giật cấp 13. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng từ 5 đến 10 km. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng từ 10 đến 15 km đến 1 giờ ngày 20 tháng 11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc, 120,8 độ Kinh Đông, ngay trên phía bắc đảo Lưu Dông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 12. Vừa rồi là những thông tin về cơn bão Kameji trên Biển Đông. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của Môi trường TV.